Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình làm một cái video này để giới thiệu cho mọi người một cái máy đo thân nhiệt rất là hot hiện nay ở trên thị trường. Đây là cái máy mà chúng ta thấy là trong cái mùa dịch Covid này thì rất nhiều người đang sử dụng cái máy này để đo thân nhiệt cho gia đình cũng như là cho mọi người ở các cái trạm cách ly hoặc là các cái điểm. Mình sẽ review cho các bạn cái máy này. Cái máy này thì mình vừa order từ Taobao về, từ Trung Quốc về. Thì đây là một trong những máy hiện đại nhất và chính xác nhất, nhanh chóng nhất để phát hiện ra thân nhiệt của chúng ta. Thì bây giờ cùng với các bạn để xem cái sản phẩm này nhé. Rồi, trên tay mình đây đang là cái hộp mà bên Taobao người ta gửi về tận nhà cho mình thông qua công ty đặt hàng. Cái máy bán nhiệt kế có thể nói là tốt nhất hiện nay ở trên thị trường bây giờ. Thì đây là cái hộp nguyên vẹn nó này. Đấy, các bạn nhìn này, còn có các cái tem mát của bên chuyển phát nhanh ở bên Trung Quốc này. Đấy, các bạn nhìn nhá. Đấy, bọc rất là kỹ càng, hộp rất là đẹp luôn. Đấy, wow luôn này. Đấy, bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đấy. Đây chắc là cái hướng dẫn sử dụng. Đấy. Đây là hộp của nó này. Các bạn nhìn này, đây. Cái máy nó đây. CEM nhá. Đây cái máy này. Đấy. Nguyên vẹn của nó, nguyên hộp. Ở đây. Bên trong của nó sẽ là một chiếc máy. Đây là chiếc máy của nó. Đây chiếc máy này. Đấy. Đây là hướng dẫn sử dụng. Tất nhiên hướng dẫn sử dụng toàn bằng tiếng Trung thôi. Nhưng sao cái này rất là dễ sử dụng thôi, không có vấn đề gì cả. Đấy. Chắc đây là phiếu bảo hành. Đây là phiếu bảo hành. Các bạn cần nhìn phiếu bảo hành. Đấy, phiếu bảo hành. Còn đây là cái máy của nó nhá. Đây là máy của nó này. Đấy. Rồi. Bây giờ mình thử bật lên xem như nào nhá. Không biết là có pin chưa. Chắc là chưa có pin. Đấy. Đây. Thì pin sẽ lắp ở đây. Và bây giờ mình sẽ lắp thử một viên pin nhá. Mình lấy pin này. Pin. Mình sẽ tháo pin ra. Đây là hai viên pin này. Đấy, pin nhỏ nhá. Thì mình sẽ lắp vào đây. Nhưng mà đây là pin AAA rồi. Trên đó không có pin rồi. Rất là may là mình có vẫn còn dư 3 cục pin pin tiểu đây rồi. Mình sẽ tháo ra và lắp 3 cục 2 cục pin này vào. Rồi. Đấy. Bật lên thì nó sáng đèn lên rồi nhá. Đấy, mình bóc luôn cái vỏ ra. Đây các bạn chú ý là trên cái này nó có hai cái nút này. Một là cái nút các bạn kéo về phía này ấy, thì nó sẽ đo body, tức là đo thân nhiệt của người. Còn nếu mà các bạn gạt sang phía bên này thì khi mà chúng ta bấm nút ấy, thì nó sẽ là đo cái surface, tức là cái bề mặt nào đó, thì các bạn có thể đo được các cái bề mặt của tất cả các cái thứ. Ví dụ như là mình bấm vào cái màn hình này, mình đo surface màn hình. Đấy, thì nó là
35,3. Thế mình chuyển sang mình đo body. Đấy, nó hiện lên body này, các bạn nhìn nhé. Nó hiện lên body này, thì mình sẽ đo vào người mình. Mình bắn vào người mình nhé. Đấy, thì nó là 35,8. Mình thử bắn lại nhá. 35,7. Đấy, rất là đơn giản thôi. Cái máy này sử dụng rất là đơn giản, gọn nhẹ cầm tay. Đấy, cái máy rất là tiện lợi và sẽ giúp ích cho các bạn trong mùa dịch Covid này. Khi các bạn đi đâu thì các bạn có thể để trên xe này, hoặc các bạn để ở nhà để các bạn kiểm tra thân nhiệt của mình, của mọi người trong gia đình. Nó rất là tiện lợi. Thì cái máy này thì ở Việt Nam đang bán ở trên thị trường khoảng 1,2 triệu, khoảng 1,2 triệu. Tuy nhiên thì mình đặt ở bên Taobao về thì ở trên Tmall và trên Trung Quốc về thì chỉ có khoảng hơn 900 cái này nhá. Thì bây giờ mình sẽ show cho các bạn xem là cái đường link để các bạn có thể đặt được cái sản phẩm như này. Còn nếu bạn nào cần thì mình sẽ đặt hộ các bạn nhé. Đấy, thì các bạn tự đặt. Thì cách đặt như nào thì các bạn xem ở trong các video mô tả của mình để giới thiệu cho các bạn về cái cách thức đặt cái sản phẩm này. Rất là hữu ích cho cái mùa dịch Covid nhé. Đấy, thì bây giờ mình sẽ show cho các bạn xem cái cách thức để chúng ta đặt cái sản phẩm này như thế nào. Sản phẩm này về như thế nào. Thì cái này các bạn về cũng có thể mua số lượng nhiều để về bán cho mọi người cũng rất là ok mà, rất ok nhé. Bây giờ các bạn theo dõi trên màn hình, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách thức đặt hàng và cái đường link để đặt cái sản phẩm như này nhé. Ok. Thế các bạn ơi, đây là cái link, đây là cái link sản phẩm ở trên Tmall của Taobao nhá. Thì các bạn nhìn đây, giá nó có rất nhiều loại đây, và mỗi loại nó sẽ có giá khác nhau. Thì mình mua cái loại tốt nhất đây, mình mua cái loại là 966 này. Đấy, thì các bạn có thể dịch ra xem là nó sẽ nói như nào. Thì đây là cái nhiệt kế chán là CEM, đây là nhiệt kế hồng ngoại đấy, của Bộ Y tế. Thì đây có rất nhiều loại đây, loại này đấy, thì nhiệt kế thủy ngân này, súng chán này, thì có thể triệu chứng ớn lạnh, chóng mặt này đấy, Bộ Y tế này. Thì đây là cái máy mà chuyên dùng để đo thân nhiệt phòng chống dịch Covid đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy đây hình ảnh của nó này đấy. Đây, máy hồng ngoại này, bán ra này đấy, body này đấy. Không chỉ là trong cái dịp này đâu, các bạn có thể mua cái này về để làm máy đo nhiệt độ ở nhà, gia đình mỗi khi có người ốm đau gì đó đấy, thì rất là tuyệt vời luôn, cho em bé luôn này. Tại vì em bé thì rất sợ là kẹp nhiệt độ, thì chúng ta có thể dùng máy này để chúng ta bắn luôn, và nó sẽ đo ra luôn đấy, rất là tuyệt vời luôn. Thì các bạn nhìn nhá đấy. Thì cái link này mình sẽ để ở phần dưới phần mô tả nhé. Nếu mà bạn nào cần thì các bạn có thể tự đặt về, các bạn có thể tự tay đặt về đấy. Còn cách thức đặt như nào thì các bạn xem luôn ở trong phần mô tả, tôi đã có video hướng dẫn cho các bạn cài đặt phần mềm rồi là đặt hàng về để về tận tay các bạn. Ok chưa? Đến đây thì tôi xin kết thúc cái video về cái giới thiệu cho các bạn về cái máy bắn nhiệt độ để trong rất là hot mùa dịch Covid này. Rất mong là các bạn ủng hộ kênh của tôi và nhớ đăng ký chia sẻ cái video clip của tôi nhé. Nhớ đừng quên ủng hộ tôi bằng cách ấn subscribe kênh YouTube của tôi. Ok, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip theo sau. Nếu các bạn có thắc mắc gì về nhập hàng Trung Quốc thì các bạn cứ mạnh dạn contact với tôi theo Facebook, theo fanpage hoặc là theo số điện thoại nhé. Xin chào các bạn, hoặc các bạn để lại cái lời nhắn, comment thì tôi sẽ trả lời. Bye bye các bạn.